Liên quan đến sự việc tại dự án Goldmark City, tối ngày hôm qua, hàng trăm cư dân tại đây đã tiếp tục tập trung phản đối chủ đầu tư với lý do là giá phí các dịch vụ ở đây cao hơn rất nhiều so với các nơi khác. Cùng với đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây cũng chưa được nghiệm thu, nhưng chủ đầu tư đã thực hiện việc bàn giao nhà cho cư dân. Ghi nhận của phóng viên Địa ốc 24 giờ ngay trong tối ngày hôm qua. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng mua bán. Yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những yếu kém ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của cư dân. Hay yêu cầu chủ đầu tư đối thoại với cư dân. Là một loạt những khẩu hiệu mà cư dân tại chung cư Goldmark City tại 136 đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã đưa ra và tập trung phản đối chủ đầu tư. Theo cư dân tại đây, sở dĩ xảy ra tình trạng này là do chiều ngày 28 tháng 9, ban quản lý tòa nhà đã chặn xe của một số cư dân, không cho họ gửi xe dưới hầm, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Là chiều hôm qua thì bà con về đi làm về, các cái xe cộ về đến cửa thì bị chặn, về đến cửa hầm để xuống hầm ấy thì bị chặn, không cho vào vì lý do là chưa nộp tiền phí. Theo thỏa thuận hợp đồng thì chủ đầu tư là chưa hoàn thành hết nghĩa vụ của hợp đồng. Và bà con chủ yếu là phản ánh là muốn chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc cái hợp đồng đã đề ra, tức là khi cư dân về ở, trước khi bàn giao cho cư dân là phải hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và các cái dịch vụ tiện ích cho bà con theo đúng tiến độ đã cam kết. Nhưng hiện tại thì một số những cái mà cam kết trong hợp đồng thì chủ đầu tư chưa thực hiện được, nhưng chủ đầu tư lại bắt các cư dân, là yêu cầu cư dân phải thực hiện những cái mà ví dụ như các loại phí. Thực ra thì tôi còn bức xúc nữa, đó là một cái vấn đề, đó là chủ đầu tư họ không chịu, đó là bàn ngồi họp đàng hoàng với cả dân. Cũng theo phản ánh của người dân, hiện nay hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà cũng chưa được nghiệm thu, khiến người dân vô cùng lo lắng. Về phòng cháy chữa cháy thì có thể một ngày là báo cháy 3-4 lần, mà sau khi báo cháy thì lại có một cái đọc loa là do thiết bị trục trặc, không phải do cháy, thì mong bà con thông cảm. Thì bây giờ thì nếu mà hôm nào mà cháy thật thì chúng tôi lại phải đợi loa để thông báo là ơi cháy thật đấy bà con ơi, thì chắc là không chạy kịp. Được biết, hiện các mức phí dịch vụ đều do chủ đầu tư tự quy định, trong đó giá gửi xe ô tô tại đây là 1,25 triệu đồng chưa bao gồm VAT và 1,85 triệu đồng chưa VAT đối với xe thứ hai. Được biết, dự án Goldmark City do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo xây dựng Địa ốc Việt Hân làm chủ đầu tư và công ty cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holding Việt Nam là đối tác quản lý, điều hành và phát triển dự án. Và đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ người dân phản đối chủ đầu tư tại khu chung cư này.